Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2441, vừa mới thành hình không lâu. Thiên khí tuy rằng là bảo vật cấp bậc động hư cảnh, nhưng phải biết rằng rất nhiều tu sĩ động hư cảnh đều không có thiên khí, sử dụng đều là vương khí. Một kiện thiên khí bán thành phẩm, đủ để cho rất nhiều người mạnh động hư cảnh đều ra mặt tranh đoạt. Một kiện thiên khí bán thành phẩm, chỉ sợ có thể bán ra mấy trăm triệu linh thạch cực phẩm. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, thiên khí bán thành phẩm, nếu như mời thầy luyện khí thông thạo rèn lại từ đầu, có xác suất rất lớn thăng cấp thành thiên khí chân chính. Ngoại trừ thiên khí bán thành phẩm ra, còn có không ít bảo vật hiếm thấy, Đường Tuấn cũng không có hứng thú gì. Chẳng qua khi anh nhìn thấy một kiện vật phẩm trong đó, ánh mắt sáng ngời. Bản đồ hồ hỏa viêm sao? Đường Tuấn chỉ vào một hàng trên danh mục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nơi đó viết vài chữ được mạ vàng, bản đồ hồ hỏa viêm. Trưởng lão Khúc lắc đầu nói, đây chỉ là bản đồ một khu của hồ hỏa viêm. Hồ hỏa viêm lớn như vậy, khu vực trung tâm nhất ngay cả người tu hành động hư cảnh đỉnh phong cũng không dám tùy tiện đi vào, làm sao có thể có bản đồ hoàn chỉnh. Phần bản đồ này là một vị tu sĩ động hư cảnh thế chấp cho hội đấu giá của chúng tôi, cậu ta quanh năm thám hiểm ở hồ hỏa viêm, đối với một phần khu vực ngược lại ghi chép vô cùng chi tiết. Đường Tuấn gật đầu. Trong lòng anh đối với hội đấu giá Liễu Sơn lại coi trọng vài phần. Bên ngoài đồn đãi, chủ nhân hội đấu giá Liễu Sơn là cảnh giới hợp thể đỉnh phong. Nhưng dám bán đấu giá vương khí bán thành phẩm, lại có thể làm cho tu sĩ động hư cảnh chủ động thế chấp loại vật chân quý như bản đồ hồ hỏa viêm này. Hiển nhiên không chỉ đơn giản là cảnh giới hợp thể đỉnh phong. Mình cảm ứng được khí tức tiên thiên thần văn trong hồ hỏa viêm, nếu như có thể đạt được bản đồ này, hẳn là có trợ giúp rất lớn. Trong lòng Đường Tuấn nghĩ. Anh nhận lấy lời mời và nói với trưởng lão Khúc, ngày mai tôi sẽ đến. Trưởng lão Khúc cũng nở nụ cười. Có một người giàu có như Đường Tuấn tham gia đấu giá hội, ông ấy cũng rất vui vẻ. Cùng trưởng lão Khúc tán gẫu một hồi thì Đường Tuấn rời khỏi phòng đấu giá Liễu Sơn, anh vội vàng tìm một chỗ đột phá tu vi. Sau khi Đường Tuấn rời đi, trưởng lão Khúc lập tức lấy ra ngọc bài truyền tin, báo cáo chuyện này. Thông báo xong không lâu, thì một bóng dáng xuất hiện trước mắt ông ấy. Bóng dáng này nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng vô cùng cao lớn, gần một trượng, khí tức tản mát ra ngay cả không gian cũng hơi vặn vẹo. Hội trưởng, trưởng lão Khúc cung kính nói, đồng thời lấy nhẫn không gian đặt 30 khối đá linh hồn đưa lên. Bóng dáng này chính là hội trưởng Liễu Sơn của hội đấu giá Liễu Sơn. Liễu Sơn cảm giác một lát, nhíu mày, nói, đá linh hồn rất thú vị. Nó chỉ mới được hình thành không lâu. Vừa mới thành hình không lâu, trưởng lão Khúc khó hiểu. Trong nhận thức của ông ấy, đá linh hồn đều là tự nhiên hình thành, thời gian hao phí đều lấy vạn năm làm đơn vị. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến đá linh hồn đắt đỏ như vậy. Đá linh hồn gần như thuộc về loại tài nguyên không thể tái tạo. Liễu Sơn nói, thời gian hình thành những đá linh hồn này sẽ không vượt qua trăm năm, thậm chí còn ngắn hơn, lực hồn nguyên bên trong vẫn còn phát triển. Chương 2442 dịch chuyển tức thời. Liễu Sơn suy đoán, chàng trai kia hẳn là phát hiện ra một nơi đặc thù chứa đựng đá linh hồn, giao tình tốt với cậu ta, tìm cơ hội lấy ra chỗ kia từ trong miệng cậu ta. Hội đấu giá của chúng ta nếu chiếm cứ nơi đó, chỉ cần thời gian vạn năm, tài phú có thể vượt qua tất cả thánh địa cùng hoàng triều. Ánh mắt trưởng lão Khúc cũng trở nên nóng bỏng. Hội trưởng, các chủ diệp của bát phương các đã tới, nói muốn mua 10 khối đá linh hồn. Những đá linh hồn này có muốn cho ông ta không? Trưởng lão Khúc hỏi. Liễu Sơn trầm giọng nói, lão già này. Ông ấy thở dài nói cho, nếu không cho, ai biết được ông ta lại làm ra chuyện điên cuồng gì. Sau khi Đường Tuấn rời khỏi hội đấu giá Liễu Sơn, thì tìm một địa điểm tu luyện trong thành Phục Liễu chuẩn bị đột phá. Loại địa điểm tu luyện này ở mỗi thành trì đều có, cần phải nộp linh thạch nhất định. Địa điểm tu luyện càng tốt, nộp linh thạch càng nhiều. Đường Tuấn bây giờ có hơn 100 triệu linh thạch cực phẩm trong người, tất nhiên sẽ không bạc đãi mình, trực tiếp chọn một địa điểm tu luyện tốt nhất. Địa điểm tu luyện cấp bậc này, phí một ngày đều phải 1 vạn linh thạch cực phẩm, người bình thường tiêu không nổi. Chẳng qua đắt tiền cũng có chỗ tốt, các loại vật phẩm phụ trợ tu luyện đều rất đầy đủ, không cần Đường Tuấn bố trí lại. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, trước người đặt một đống hư không nguyên thạch. Tâm thần Đường Tuấn thống nhất, đợi điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bất thình lình vận chuyển thần tàng quyết,
bắt đầu hấp thu năng lượng trong hư không nguyên thạch. Từng miếng một. Vốn dĩ hư không nguyên thạch tựa như núi nhỏ rất nhanh bị tiêu hao. Nếu để cho những người tu hành khác nhìn thấy một màn này, chỉ sợ sẽ bị dọa sợ. Người tu hành bình thường đột phá đến cảnh giới hợp thể, hơn 10 khối hư không nguyên thạch là đủ rồi. Cho dù thánh địa những thiên chi kiêu tử kia, tiêu hao cũng không đến 100 khối hư không nguyên thạch. Dù sao vừa mới đột phá cảnh giới hợp thể, thể chất yếu, không có biện pháp dung nạp nhiều hư không nguyên lực như vậy. Nhưng hiện tại Đường Tuấn tiêu hao hư không nguyên thạch đã sớm vượt qua 100 khối. Để cho thân thể ẩn chứa hư không nguyên lực, chậm rãi cùng hư không dung hợp. Không biết qua bao lâu, thân thể Đường Tuấn bỗng nhiên trở nên hư ảo. Vù vù vù. Đến cuối cùng, tất cả hư không nguyên thạch thiêu đốt, hóa thành khí lưu mà mắt thường có thể thấy được chui vào lỗ mũi Đường Tuấn cùng các khiếu huyệt khác. Khí tức trên người anh cũng nhanh chóng tăng lên. Bồng. Trong cơ thể phát ra âm thanh rõ ràng. Thân thể Đường Tuấn hoàn toàn hư ảo, biến mất trong không gian này. Đường Tuấn cảm giác được tinh thần của mình lan tràn vô hạn, cho dù là thân thể hay linh hồn đều hòa làm một thể với hư không. Miễn là anh nguyện ý, thậm chí anh có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong phạm vi tinh thần bao trùm. Dịch chuyển tức thời. Một ý niệm hiện lên trong đầu Đường Tuấn. Nếu như để cho người ta biết, chỉ sợ sẽ coi anh là yêu nghiệt. Ở tinh vực chu tước không gian lớn mạnh ổn định như vậy, tu sĩ cảnh giới hợp thể chỉ là có thể bay mà thôi. Dịch chuyển tức thời ở không gian so với thế giới nhỏ tương đối yếu, người mạnh động hư cảnh cũng có thể làm được. Nhưng ở tinh vực chu tước, chỉ có một bộ phận nhỏ động hư cảnh đỉnh phong hoặc là chuyên tu không gian chi lực động hư cảnh mới có thể làm được. Chương 2443, ông biết là tốt rồi. Mà Đường Tuấn, hiện tại chẳng qua chỉ là cảnh giới hợp thể. Gần như là trong nháy mắt ý nghĩ vừa động thì Đường Tuấn cảm giác tinh thần lực của mình trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa tòa thành Phục Liễu. Dưới sự dò xét tinh thần lực, hơn phân nửa thành Phục Liễu trong mắt Đường Tuấn hầu như không có bí mật gì đáng nói. Chỉ ở hai chỗ, tinh thần lực của anh gặp phải trở ngại. Trong đó một là hội đấu giá Liễu Sơn, chỗ còn lại là phủ thành chủ. Xung quanh hai nơi này đều bố trí các loại cấm chế cùng trận pháp, cho dù trạng thái của Đường Tuấn lúc này rất huyền diệu cường đại, cũng không thể trực tiếp đột phá. Khí tức này, sắc mặt Đường Tuấn khẽ biến. Anh cảm giác được một cỗ khí tức nhàn nhạt từ trong phủ thành chủ tản mát ra, trái ngược hoàn toàn so với cảm ứng được khí tức tà ác ở trong thành trấn khúc lúc trước. Chín tòa thành trì hồ hỏa viêm, chỉ có thành Phục Liễu không bị lây nhiễm. Đường Tuấn không khỏi nghĩ đến, có lẽ có liên quan đến khí tức này. Tâm niệm anh vừa động, tinh thần lực trong nháy mắt ngưng tụ ở một chỗ. Tuy rằng xung quanh phủ thành chủ trải rộng cấm chế cùng trận pháp, nhưng lúc này Đường Tuấn thi hành toàn lực. Chỉ hao phí công phu hơn nửa canh giờ thì anh xuyên qua tất cả cấm chế cùng trận pháp, nội bộ phủ thành chủ xuất hiện ở trong ý thức của anh. Phủ thành chủ, trong một đại sảnh. Trong đại sảnh có hai người ngồi. Một người trong đó lại là hội trưởng Liễu Sơn của hội đấu giá Liễu Sơn, người còn lại ngồi ở chủ vị, hiển nhiên là chủ nhân của căn phòng này, chủ thành Phục Liễu Phục Tuyền. Liễu Sơn trầm giọng nói, đại ca, lão già bát phương các kia ở phòng đấu giá của tôi đặt trước 10 khối đá linh hồn, xem ra ông ta chờ không kịp rồi. Phục Tuyền hừ lạnh một tiếng, nói chờ không kịp thì có thể thế nào? Lúc trước ông ta phát hiện cây thôn linh quả, nếu như không phải muốn gạt hai người chúng ta ra tự mình độc chiếm. Làm sao có thể bị thú bảo vệ đả thương linh hồn? Chẳng qua vận khí của ông ta ngược lại không tệ, lại có thể lấy một đóa thôn linh hoa. Liễu Sơn nghe vậy, âm thanh mang theo tức giận nói, ông ta vì trị liệu thương thế của linh hồn mình, không tiếc đem phấn thôn linh hoa gieo rắc, tám tòa thành trì của hồ hỏa viêm có không biết bao nhiêu tu sĩ bởi vậy nhiễm độc phấn thôn linh hoa. Sau đó ông ta lại lấy ra đan hỏa vũ, làm bộ thay người chữa bệnh, kỳ thực là muốn mượn hồn lực của những tu sĩ kia ngưng tụ đá linh hồn. Chữa trị vết thương linh hồn. Người này dụng tâm, thật sự ác độc. Nếu mà không phải thành Phục Liễu chúng ta có đá hộ linh, chỉ sợ cũng sẽ bị phấn thôn linh hoa lây nhiễm. Phục Tuyền thở dài, nghiêm túc nói, những chuyện này ông hẳn là không nói cho người khác biết. Liễu Sơn cười nói, đương nhiên là không có. Liên quan đến loại bảo vật trong truyền thuyết cây thôn linh quả này, tất nhiên là càng ít người biết càng tốt. Về phần lão già kia hại bao nhiêu người, tôi chỉ là nói ngoài miệng một chút mà thôi. Tu sĩ tinh vực chu tước dùng hàng tỷ kế, cho dù toàn bộ tu sĩ tám tòa thành trì chết sạch, có là gì? Con đường tu hành vốn dĩ là phải tranh, bọn họ chết,
chỉ có thể trách bọn họ vô năng. Phục Tuyền gật đầu nói, ông biết là tốt rồi. Đường Tuấn nghe được hai người này đối thoại không rơi một chữ nào. Khi nói đến sinh tử của mấy trăm triệu tu sĩ tám tòa thành trì, cái loại thái độ lạnh lùng này của Liễu Sơn cùng Phục Tuyền làm cho Đường Tuấn cảm thấy lạnh lẽo. Liễu Sơn bỗng nhiên nói, đúng rồi đại ca, hôm nay hội đấu giá có một tên đến xuất ra một ít đá linh hồn. Liễu Sơn nhanh chóng nói một lần. Vẻ mặt Phục Tuyền khẽ biến, nói, đá linh hồn không tới trăm năm. Xem ra người nọ hẳn là biết một nơi đặc thù chứa đựng đá linh hồn, nhất định phải nghĩ biện pháp hỏi ra. Ánh mắt ông ta hơi lạnh, nói, nếu cậu ta không muốn nói, hừ. Liễu Sơn cười nói, tôi hiểu, loại bảo địa này tất nhiên không phải là cảnh giới hóa thần như cậu ta có thể chiếm cứ. Đường Tuấn nghe đến đó, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận không tên. Đúng lúc này, ánh mắt Phục Tuyền bỗng nhiên nhìn về phía hư không, quát, người nào. Ánh mắt của ông ta tựa như không giả vờ, chỗ nhìn chằm chằm chính là vị trí của Đường Tuấn. Liễu Sơn mờ mịt nói, đại ca. Chương 2444 người tới chính là Đường Tuấn. Phục Tuyền truyền âm nói, cẩn thận, tôi cảm ứng được có người theo dõi chúng ta, người này có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào phủ thành chủ, ít nhất là người tu hành động hư cảnh trung kỳ. Không phải người chúng ta có thể địch lại. Vẻ mặt Liễu Sơn nhất thời ngưng trọng hẳn lên. Loại người mạnh đẳng cấp này đến thành Phục Liễu làm cái gì? Qua một lúc lâu, trong hư không vẫn là không có truyền đến bất kỳ dao động gì. Cuối cùng Phục Tuyền thở phào nhẹ nhõm, quần áo sau lưng ông ta đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ông ta so với Liễu Sơn càng rõ ràng vị cường giả thần bí vừa rồi đáng sợ như nào, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào phủ thành chủ, nếu như đối phương muốn giết hai người bọn họ, đơn giản như ăn cơm uống nước. Đại ca, Liễu Sơn cẩn thận hô. Phục Tuyền khoát tay áo, trong ánh mắt còn lưu lại sợ hãi không cách nào che giấu, đồng thời còn có khát vọng. Trở nên mạnh mẽ hơn. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Ông ta trầm giọng nói, chờ chuyện lần này chấm dứt, lần thứ hai chúng ta tiến vào hồ hỏa viêm. Lúc này đây, nhất định phải đột phá. Liễu Sơn gật đầu thật mạnh. Loại cảm giác bị người nắm sinh mệnh trong tay này, ông ta tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai. Mà lúc này, tinh thần và thân thể của Đường Tuấn xuất hiện trong không gian tu luyện một lần nữa, chỉ là biểu tình của anh khó nhìn đến cực điểm. Loại bệnh là này, lại có thể là các chủ bát phương các tự đạo diễn. Còn có Liễu Sơn cùng Phục Tuyền biết rõ mục đích của bát phương các, nhưng vẫn không làm gì cả. Cho dù là ai, đều khiến Đường Tuấn bừng bừng lửa giận. Anh không cho rằng mình là đấng cứu thế, chỉ muốn làm những việc trong khả năng của mình. Loại chuyện này không liên quan đến anh đến từ đâu, nó liên quan đến tâm. Qua hồi lâu, Đường Tuấn mới dần dần tỉnh táo lại. Cho dù là Phục Tuyền hay là Liễu Sơn, hoặc là vị các chủ Diệp kia, đều không phải người mình có thể địch nổi. Chẳng qua mình hiện tại, ít nhất ở trước mặt bọn họ đã có năng lực tự bảo vệ mình. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Bằng vào thủ đoạn dịch chuyển tức thời cùng cảm giác tinh thần lực cường hãn, thậm chí anh có lòng tin từ dưới tay động hư cảnh chạy trối chết. Luận năng lực bảo mệnh, trong cảnh giới hợp thể chỉ sợ cũng không có nghịch thiên như anh. Tiểu Kim để cho anh ở thời điểm của cảnh giới hóa thần có thể xé rách hư không? Hôm nay tấn công cảnh giới hợp thể, càng là trực tiếp nắm giữ kỹ năng dịch chuyển tức thời. Mà Tiểu Thanh, lại làm cho linh hồn lực của anh đạt tới trình độ gần như quỷ dị, cho dù là người tu hành động hư cảnh sơ kỳ chỉ sợ cũng không phát hiện được anh dò xét. Đường Tuấn càng thêm kiên định ý tưởng của Tiểu Thanh và Tiểu Kim là một trong những căn nguyên của thế giới. Tâm thần hơi trầm xuống, Đường Tuấn rất nhanh đã định vị sơ lược cho thực lực của mình. Pháp lực của anh đại khái là bình thường so với cảnh giới hợp thể khoảng 10 lần, đạt tới cảnh giới hợp thể trung kỳ tiêu chuẩn. Nếu như phối hợp với linh hồn lực, chỉ sợ một chiêu có thể giải quyết tu sĩ cảnh giới hợp thể trung kỳ. Nếu như vận dụng tiên thiên thần văn cùng Tiểu Thanh Tiểu Kim, cảnh giới hợp thể hậu kỳ cũng có thể đánh một trận. Hiện tại cảnh giới mình đột phá, cuối cùng linh hồn có thể tiếp tục hấp thu lực hồn nguyên. Đường Tuấn cảm nhận được hồn lực tăng trưởng từng chút một, trên mặt lộ ra ý cười. Đường Tuấn tính toán thời gian, anh đột phá cũng mất gần như một ngày, hội đấu giá hẳn là sắp bắt đầu. Nếu như có thể, bản đồ hồ hỏa viêm kia tốt nhất có thể mua được. Hội đấu giá Liễu Sơn. Trưởng lão Khúc mang theo mấy nhân viên công tác đứng ở cửa. Đại bộ phận người tham gia đấu giá đều không đáng để ông ấy tự mình nghênh đón,
nhưng ngẫu nhiên vẫn có vài nhân vật cấp bậc đại lão cần ông ấy tự mình tiếp đãi. Chương 2445. Có Liễu Sơn dặn dò, tất nhiên trưởng lão Khúc rất để ý đối với Đường Tuấn. Ông ta nói với một cô gái mặc váy màu xanh lá nhạt, Bích Tiêu, cô mang theo đạo hữu đến phòng riêng đi. Bên cạnh trưởng lão Khúc có mấy nữ tu sĩ đứng, Bích Tiêu cho dù là tư sắc hay là khí chất đều hơn những người khác. Bích Tiêu gật đầu mỉm cười với Đường Tuấn, đang chuẩn bị dẫn đường phía trước. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Bích Tiêu cô nương tôi muốn rồi. Một chàng trai trẻ tuổi sải bước đi về phía hội đấu giá Liễu Sơn, phía sau anh ta đi theo không ít người hầu. Dáng đi của anh ta hơn hẳn những người khác, khí tức mạnh mẽ thoang thoảng tản ra, rõ ràng đạt tới cảnh giới hợp thể trung kỳ. Anh ta dừng lại ở cửa hội đấu giá, khinh miệt nhìn lướt qua Đường Tuấn, sau đó nói với trưởng lão Khúc, hôm nay tôi muốn Bích Tiểu cô nương chiêu đãi tôi, không có vấn đề gì chứ. Trưởng lão Khúc cung kính nói, công tử Diệp, tôi vừa mới sắp xếp Bích Tiêu cô nương cho vị đạo hữu này, nếu không cậu lại đổi một người khác. Nam thanh niên hừ một tiếng, nói, vậy thì đổi cho anh ta một người khác, Bích Tiêu cô nương cho tôi. Nói xong, bàn tay hắn nắm lấy, cả người Bích Tiêu bay về phía anh ta, bị anh ta ôm lấy vòng eo. Nam thanh niên ôm Bích Tiêu đi thẳng vào trong hội đấu giá, khi đi ngang qua bên cạnh Đường Tuấn khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Trưởng lão Khúc thở dài, lộ ra một biểu tình xin lỗi với Đường Tuấn, nói thật sự xin lỗi, tôi đổi cho đạo hữu một thị nữ khác đi. Bỗng nhiên Đường Tuấn hỏi, anh ta là ai? Trưởng lão Khúc ngẩn ra, vội vàng thấp giọng nói, đạo hữu, chuyện hôm nay cậu cứ nhẫn nhịn đi. Anh ta là con trai các chủ Diệp của Bát Phương Các. Trong khoảng thời gian này, Bát Phương Các ở Hồ Hỏa Viêm ai dám trêu chọc? Thiếu các chủ của Bát Phương Các. Đường Tuấn híp mắt lại. Trưởng lão Khúc thấy thế, lại nói, đạo hữu, cậu cũng đừng làm chuyện ngu ngốc. Đường Tuấn không nói nhiều nữa. Mà lúc này, ở trong một gian hội đấu giá Liễu Sơn. Thiếu các chủ của Bát Phương Các Diệp Dư Sinh ngồi trên một cái ghế lớn, Bích Tiêu ở phía sau bóp bả vai cho anh ta. Diệp Dư Sinh khẽ nhắm mắt lại, hỏi có tin tức của Dược Đường không? Người hầu phía sau cung kính nói, vẫn chưa có. Người ở thành Trấn Khúc chúng tôi nghe được anh ta sẽ đến thành Phục Liễu tham gia hội đấu giá, những thứ khác còn đang hỏi thăm. Diệp Dư Sinh trở tay kéo Bích Tiêu vào trong ngực, một bàn tay vuốt ve thân thể uyển chuyển của cô, nói, điều tra cho tôi. Dám phá hư chuyện kinh doanh của Bát Phương Các tôi, sống thiếu kiên nhẫn dỗi. Cho dù ông ta đó là đại trưởng lão Độc Cô Cung thì đều phải chết. Còn nữa, người vừa rồi ở cửa kia, tôi thấy anh ta rất khó chịu, tìm cơ hội làm thịt anh ta. Thị vệ phía sau đáp ứng. Chỉ là bởi vì nhìn người khác khó chịu là giết người, loại chuyện này trong mắt người khác rất điên cuồng, nhưng đối với Diệp Dư Sinh mà nói lại rất bình thường. Không bao lâu sau, hội đấu giá bắt đầu. Chủ trì hội đấu giá là một nữ trưởng lão ở hội đấu giá Liễu Sơn, dung mạo thoạt nhìn không khác gì cô nương 27-28 tuổi, ăn mặc rất nóng bỏng và hấp dẫn, chỉ có quần áo mỏng che đi, địa phương bí ẩn kia như ẩn như hiện. Thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng người biết rõ hội đấu giá Liễu Sơn đều biết người phụ nữ này là một trong năm vị trưởng lão quyền lực lớn nhất hội đấu giá Liễu Sơn, tu vi càng là đạt tới cảnh giới hợp thể hậu kỳ, không giống với những thị nữ có thể tùy ý đùa bỡn. Trong phòng, Diệp Dư Sinh liếm liếm môi. Trong hai mắt phảng phất như có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Ánh mắt anh ta không chớp nhìn chằm chằm nữ trưởng lão chủ trì đấu giá, động tác trên tay đều theo bản năng gia tăng, làm cho Bích Tiêu phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Trưởng lão cổ thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, Diệp Dư Sinh giống như lẩm bẩm. Vật phẩm đầu tiên đấu giá là Hỏa Tuyến Liên. Trên sân, trưởng lão Cố vừa nói xong, đã có nhân viên công tác cầm một đóa hoa sen đang chảy lên. Hỏa Tuyến Liên có công hiệu không cần tôi phải nhiều lời. Giá khởi điểm 10 vạn linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá 1.000 linh thạch. M. Thanh trưởng lão cổ làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng ngọt ngào, làm cho người ta nghe cũng không thể cự tuyệt. Chương 2446. Ngay sau đó có người liên tục tăng giá. Cuối cùng Hỏa Tuyến Liên bị Diệp Dư Sinh dùng 200 vạn linh thạch cực phẩm mua được. Sau khi Diệp Dư Sinh lấy được Hỏa Tuyến Liên, trực tiếp ném cho Bích Tiêu, nói thưởng cho cô. Đi giúp tôi hỏi thăm gần đây hội đấu giá Liễu Sơn các người có chuyện gì thú vị. Bích Tiêu tiếp nhận Hỏa Tuyến Liên, trên mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vui mừng. 200 vạn linh thạch cực phẩm, cũng chỉ có loại giàu có như Diệp Dư Sinh này có thể tiện tay vứt bỏ. Cô trầm ngâm một lát, nói thiếu các chủ hỏi như vậy, ngược lại tôi nhớ tới một chuyện.
bạn tôi hôm qua đã tiếp đãi một người nào đó muốn bán đá linh hồn. Chờ Bích Tiêu nói xong, trong mắt Diệp Dư Sinh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, nói cô nói trên người tên kia có thể có rất nhiều đá linh hồn. Bích Tiêu gật đầu, nói, người nọ chính là tên vừa rồi thiếu các chủ gặp ở cửa. Diệp Dư Sinh cười lạnh một tiếng, nói, thì ra là anh ta. Anh ta nói với một thị vệ phía sau, đi, gọi tên kia lại đây, nói bổn thiếu gia có việc hỏi tên đó. Một thị vệ cảnh giới hợp thể sơ kỳ nhận mệnh mà đi. Ở trong một phòng riêng khác, Đường Tuấn đang chờ bán đấu giá tấm bản đồ kia. Bùm! Cánh cửa phòng riêng bị phá vỡ. Thị vệ Diệp Dư Sinh đi vào, nói với Đường Tuấn, thiếu các chúng tôi muốn gặp anh, đi theo tôi. Đường Tuấn nhìn cậu ta một cái, nói cút. Anh không động thủ với Diệp Dư Sinh, đối phương lại tìm tới cửa trước. Tên kia nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nhe răng cười một tiếng, bắt lấy Đường Tuấn, nói chuyện này không thể do cậu quyết định. Tiếng sấm sét chợt nổi lên. Gã thị vệ này tuy rằng không có ngưng tụ ra khỏi khu vực, nhưng đối với nghiên cứu hư không cũng mạnh hơn rất nhiều so với cảnh giới hợp thể sơ kỳ. Một trường đánh tới, Đường Tuấn cảm giác được quanh thân mơ hồ có một cỗ lực trói buộc. Dưới cỗ lực trói buộc này, thực lực cảnh giới hợp thể sơ kỳ bình thường đều sẽ yếu bớt đi rất nhiều, nhưng đối với Đường Tuấn nắm giữ dịch chuyển tức thời mà nói, chút lực trói buộc này không đáng kể. Cút! Đường Tuấn lại quát. Bùm! Tên thị vệ này ngay cả phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị đánh từ trong phòng ra ngoài, ngã trên mặt đất. Ánh mắt của cậu ta vô cùng kinh hãi, căn bản không tin mình cứ như vậy mà thất bại. Quá yếu, Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Hiện giờ đối thủ cảnh giới hợp thể sơ kỳ, ngay cả để cho anh ra tay cũng không đủ tư cách. Đường Tuấn nhìn lướt qua thị vệ kia, thị vệ sợ tới mức lui liên tục về phía sau, nào còn dám dừng lại, sau khi đứng dậy thì chạy trốn. Nhìn bộ dáng chật vật của thị vệ, vẻ mặt Diệp Dư Sinh âm trầm xuống, nói cùng cãi lời mệnh lệnh của mình, muốn chết. Chờ cho đến khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ sửa chữa anh ta. Vật kế tiếp bán đấu giá chính là một tấm bản đồ hồ hỏa viêm. Tấm bản đồ này là do một vị cường giả động hư cảnh chế tạo, nội dung thập phần chi tiết, đối với người muốn tiến vào hồ hỏa viêm thám hiểm có tác dụng rất lớn. Giá khởi điểm 500 vạn linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá 50 vạn. Trên phòng đấu giá, trưởng lão Cố chỉ vào một tấm bản đồ nói. Người muốn tấm bản đồ này rõ ràng không ít, tăng giá rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới 1.500 vạn linh thạch cực phẩm. Đến lúc này, người ra giá ít hơn phân nửa. 1.600 vạn linh thạch, lúc này Đường Tuấn bắt đầu hét giá. 1.700 vạn linh thạch, ai đó đã tăng giá. 2.000 vạn linh thạch cực phẩm. Khi Đường Tuấn hét giá này, không ai tăng giá nữa. Ngay khi trưởng lão Cố chuẩn bị gõ chùy, một thanh âm điên cuồng vang lên, 3.000 vạn linh thạch cực phẩm, tấm bản đồ này Diệp Dư Sinh tôi muốn. Chương 2447. Diệp Dư Sinh. Ba chữ này giống như mang theo loại ma lực nào đó, toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt an tĩnh lại. Diệp Dư Sinh ở trong mắt một số người có lẽ cũng không đáng sợ, nhưng các chủ Diệp sau lưng anh ta lại làm cho người ta không cách nào bỏ qua được. Nhìn vào 9 tòa thành trì ở Hồ Hỏa Viêm, các chủ Diệp là người tu hành khủng bố có thể xếp hạng top 5, chỉ có mấy vị thành chủ có thể so sánh được. Ha ha ha, vì không ai hét giá nữa, bản đồ này là của tôi. Diệp Dư Sinh cười to nói. Anh ta thậm chí mở rộng trận pháp cùng cấm chế, để cho mọi người nhìn thấy bản thân. Diệp Dư Sinh nhìn về phía một phòng riêng khác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, thầm nghĩ, loại bản đồ này tôi mới không có hứng thú. Chẳng qua nếu cậu ta muốn, tôi phải hết lần này tới lần khác không cho cậu ta được như nguyện. Đối với tên dám đánh thị vệ của anh ta, từ sâu trong lòng đã bị phán tử hình. Nhưng trước đó, anh ta không ngại đùa giỡn đối phương trước. 3.500 vạn linh thạch cực phẩm, trong một sự im lặng, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Mọi người cả kinh, đồng loạt nhìn về phía nơi âm thanh truyền đến. Thú vị! Diệp Dư Sinh ngạo nghễ cười, nói còn chưa có ai dám cướp đồ với bổn công tử, chính là không biết người có thể trả được cái giá phải trả hay không. 4.000 vạn linh thạch cực phẩm. Anh ta nhìn thoáng qua phòng riêng của Đường Tuấn, nâng cầm lên, khinh miệt nói, so linh thạch nhiều hơn sao? Thôi nào, bổn công tử cũng không thiếu linh thạch. Kiêu ngạo, tự tin. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy là hiển nhiên. Bởi vì ba chữ các chủ Diệp đã đại biểu cho sự giàu có, mà với tư cách là con trai duy nhất của các chủ Diệp, Diệp Dư Sinh sẽ thiếu linh thạch sao? Lại dám đấu linh thạch cùng Diệp Dư Sinh,
tên này không biết các chủ Diệp giàu có như thế nào sao? Lúc này trong phòng đấu gia không chỉ có một người nghĩ như vậy. Trong phòng, sắc mặt Đường Tuấn hơi trầm xuống, đành phải tiếp tục ra giá, 4.500 vạn linh thạch. Diệp Dư Sinh cười nói, nhìn không ra linh thạch còn rất nhiều, chẳng qua thêm vào như vậy quá chậm. 7.000 vạn linh thạch cực phẩm. Đường Tuấn gọi ra 4.500 vạn linh thạch cực phẩm có chút ngoài dự liệu của Diệp Dư Sinh, nhưng cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Diệp Dư Sinh thầm nghĩ, trên người tôi có khoảng 100 triệu linh thạch, tuy rằng bỏ ra 70 triệu mua bản đồ có chút không đáng, nhưng nếu dám trêu chọc tôi thì đừng nghĩ sống dễ chịu. Chờ rời khỏi hội đấu giá đi, linh thạch trên người anh ta chính là của tôi. 7.000 vạn tinh thạch cực phẩm, chỉ vì mua một phần bản đồ cũng chỉ có công tử Diệp có loại khí phách này. Tên kia hẳn là biết khó mà lui đi. Có người nhìn về phía phòng riêng của Đường Tuấn. 8.000 vạn linh thạch cực phẩm. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Đường Tuấn lại báo giá. Nụ cười trên mặt Diệp Dư Sinh nhất thời cứng đờ, ánh mắt âm trầm xuống, không còn nắm chắc trong tay như lúc trước, anh ta trầm giọng nói 9.000 vạn. Đây là giá sàn của anh ta. 100 triệu. Ngay sau đó, giọng Đường Tuấn cũng vang lên, nếu công tử Diệp gọi nữa, tôi sẽ không đi theo. Tuy rằng lúc đột phá dùng đi một bộ phận linh thạch, nhưng Đường Tuấn vốn có chút tích góp, cho nên trên người còn có hơn 100 triệu. Đường Tuấn nói thật, nhưng Diệp Dư Sinh nghe đến lại là khiêu khích. Trong mắt Diệp Dư Sinh trào ra lửa giận, muốn tiếp tục hét giá, thị vệ phía sau nhắc nhở, công tử, chúng ta không có nhiều linh thạch như vậy. Phế vật, Diệp Dư Sinh một chưởng đánh bay thị vệ kia. Đây là lần đầu tiên Diệp Dư Sinh bị người ta nhục nhã như vậy. Sau khi đấu giá kết thúc, để tôi giết chết anh ta. Diệp Dư Sinh oán hận nói. Những thị vệ khác vội vàng đáp ứng. Cuối cùng tấm bản đồ này được Đường Tuấn lấy được với giá 100 triệu. Trưởng lão Khúc Càng tự mình đưa bản đồ tới, chỉ là sắc mặt của ông ấy có chút khó coi. Trưởng lão Khúc đem bản đồ giao cho Đường Tuấn, thở dài nói, đạo hữu, cậu cần gì phải làm vậy? Chương 2448. Ông ấy dừng lại một lát, vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều, giọng điệu mang theo vài phần bất mãn, nói trước đây tôi đã nói với cậu, thế lực của Diệp Dư Sinh rất lớn. Cậu còn xúc động như vậy, nhẫn nại một chút chuyện gì sẽ xảy ra. Đường Tuấn nhún nhún vai, đối với việc này không cho là đúng. Anh ở thành trấn Khúc đã phá hủy sinh ý Bát Phương Các, cùng vị các chủ Diệp kia gần như là cục diện không chết không dừng lại. Về phần đắc tội Diệp Dư Sinh, anh còn thật sự không để ở trong lòng. Nhìn biểu tình Đường Tuấn, vẻ bất mãn trên mặt trưởng lão Khúc càng thêm nồng đậm. Tên này có coi trọng những gì ông ấy nói không? Đè nén lửa giận trong lòng. Trưởng lão Khúc trầm giọng nói, bộ dáng của cậu đắc tội với Diệp Dư Sinh, đổi thành những người khác nhất định là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng cậu có lẽ còn có một đường sống sót. Đường Tuấn trong lòng khẽ động, nhất thời hiểu được trưởng lão Khúc có mục đích khác. Trưởng lão Khúc nhìn Đường Tuấn, nói tôi đem chuyện của cậu nói cho hội trưởng của chúng tôi biết, hội trưởng của chúng tôi nói nếu như cậu chịu đem nơi đặc thù chứa đựng đá linh hồn kia nói ra, có thể bảo vệ cậu một mạng. Ông ấy cười lạnh, đừng phủ nhận. Những đá linh hồn cậu bán ra có năm quá ngắn, chỉ có vùng đất đặc thù mới có thể sản xuất ra. Chúng tôi biết rất nhiều về điều này, dù cậu từ chối cũng vô ích. Đường Tuấn nghe vậy, không khỏi lộ ra ý cười trào phúng. Muốn tự mình ra tay không? Khi anh đột phá, phủ thành chủ thần Du cũng đã nghe Liễu Sơn cùng Phục Tuyền đàm luận chuyện đá linh hồn, hiện tại xem ra là dự định mượn chuyện của Diệp Dư Sinh mà khai triển. Trưởng lão Khúc chắp hai tay sau lưng, híp mắt nhìn Đường Tuấn. Nói cậu là rõ ràng, loại địa phương đặc thù nuôi dưỡng đá linh hồn này khối tài phú lớn, không phải thứ cậu có thể chiếm cứ. Đường Tuấn hỏi ngược lại, vậy hội đấu giá Liễu Sơn dự định dùng bao nhiêu linh thạch để mua bí mật này? Làm càn. Đường Tuấn vừa dứt lời, vẻ mặt trưởng lão Khúc lạnh lẽo ngay lập tức, giận dữ nói, hội đấu giá Liễu Sơn tôi bảo vệ tính mạng của cậu đã là sự ban ơn lớn nhất, cậu còn dám đề cập điều kiện. Đường Tuấn lắc đầu. Cười nói, tôi cũng không có ý định làm ăn thua lỗ. Trước không nói anh căn bản không biết nơi đặc thù nuôi dưỡng đá linh hồn, cho dù thật sự có, loại địa phương này ít nhất trị giá mấy trăm triệu linh thạch cực phẩm. Một lời hứa của hội đấu giá Liễu Sơn đáng giá bao nhiêu? Nói là lừa dối người khác mà không cần bỏ ra thứ gì cũng không quá đáng. Trưởng lão Khúc hung ác nhìn Đường Tuấn, trên người càng tản ra một cỗ khí thế cường đại, áp bách hướng về phía Đường Tuấn. Đồng thời trầm giọng nói, từ chối ý tốt của hội đấu giá Liễu Sơn tôi cũng không phải là chuyện sáng suốt gì. Đường Tuấn vung tay lên, tựa như quạt đi ruồi vô cùng thoải mái.
Bùm! Khí thế trưởng lão khúc áp bách Đường Tuấn đột nhiên bị phản kích một cách đáng sợ, cả người ông ấy lại lùi lại vài bước, mặt đất hẳn lên mấy dấu chân thật sâu. Trong mắt trưởng lão khúc lộ ra thần sắc kinh hãi, trong lòng giống như lật sông đảo biển, cái này, làm sao có thể? Không phải cậu ta vừa mới đột phá đến cảnh giới hợp thế sao? Đường Tuấn thu tay lại, cười hỏi, trưởng lão khúc còn muốn tiếp tục không? Sắc mặt trưởng lão khúc mờ mịt không chắc chắn. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng bắt được Đường Tuấn thần không biết quỷ không hay, cũng sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của hội đấu giá Liễu Sơn. Nhưng hiện tại Đường Tuấn thể hiện ra thực lực có chút ngoài dự liệu của ông ấy. Ông ấy âm thầm đánh giá, khả năng phải có mấy vị tu hành cảnh giới hợp thể trung kỳ thậm chí hậu kỳ liên thủ lại mới có thể nhanh chóng bắt được đối phương. Hội trưởng, tôi gặp rắc rối. Trưởng lão khúc khiếp sợ một lát, vội vàng âm thầm truyền tin cho Liễu Sơn. Chương 2449, kiếm được nhiều tiền rồi. Thời điểm nhận được trưởng lão khúc gọi đến, Liễu Sơn đang tu luyện. Vừa mới đột phá đã có loại thực lực này, xem ra không phải người tu hành bình thường. Liễu Sơn trầm ngâm một lát, sau đó mới trả lời, đã như vậy thì quên đi. Trưởng lão khúc không cam lòng nói, nhưng hội trưởng, rất có thể liên quan đến mấy trăm viên đá linh hồn, cứ như vậy mà buông tha. Liễu Sơn cười lạnh một tiếng, nói, buông tha, tôi không có ý định bỏ cuộc, không phải không để Diệp Dư Sinh vào mắt sao, chờ sau khi đấu giá kết thúc. Thì ông đem tin tức của cậu ta nói cho Diệp Dư Sinh. Tôi muốn xem cậu ta đối phó với Diệp Dư Sinh như thế nào. Sau đó, cậu ta tự nhiên sẽ cầu xin chúng ta che chở cho cậu ta. Khúc trưởng lão dừng lại, nói, hội trưởng, chuyện này có thể làm tổn hại đến danh dự của hội đấu giá hay không? Liễu Sơn lạnh lùng nói, sau khi cậu ta chết, ai sẽ biết chứ? Nếu như là trước kia, Liễu Sơn chỉ sợ đã trực tiếp ra tay. Nhưng ngày hôm qua ở trong phủ thành chủ gặp phải vị cường giả thần bí kia, trong lòng Liễu Sơn cảnh giác hơn rất nhiều. Nhưng đối mặt với tài phú khổng lồ liên quan đến mấy trăm khối đá linh hồn, ông ấy vẫn không muốn buông tha. Trong lòng trưởng lão khúc dùng mình, chợt nói, tôi không hiểu. Kết thúc liên lạc với Liễu Sơn, trên mặt trưởng lão khúc trầm ngâm bỗng nhiên lộ ra ý cười, nói với Đường Tuấn, nếu đạo hữu không muốn giao dịch với hội đấu giá Liễu Sơn của tôi, vậy coi như hôm nay tôi chưa từng tới. Ông ấy đẩy cửa ghế lô ra, chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhiên quay đầu lại nói, nếu như đạo hữu muốn hợp tác, hội đấu giá Liễu Sơn chúng ta tùy thời hoan nghênh. Nói xong, ông ấy đóng cửa lại rời khỏi phòng riêng. Đường Tuấn lắc đầu bật cười, anh đương nhiên hiểu được dụng tâm của hội đấu giá Liễu Sơn. Nhưng sau khi nắm giữ kỹ năng dịch chuyển tức thời, anh đối với kẻ mạnh đẳng cấp như Liễu Sơn và Phục Tuyền đã không hề sợ hãi chút nào. Cho dù không địch lại, cũng đủ để bảo mệnh. Đã đến lúc nhìn vào bản đồ, mua nó với giá gấp 10 lần, đừng để tôi thất vọng. Đường Tuấn mở bản đồ trong tay ra. Bản đồ được làm từ một loại giấy cổ xưa, trên đó vẽ các đường màu khác nhau, nơi nào có nguy hiểm, nơi nào có bảo vật gì đều được đánh dấu rất rõ ràng. Những bảo vật này chỉ sợ đại bộ phận đều đã bị những kẻ mạnh động hư cảnh kia lấy đi rồi. Đường Tuấn cười nhạt, nhưng đối với những bảo vật này anh cũng không để ở trong lòng. Anh nhìn chằm chằm vào bản đồ mà không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Một lát sau, sắc mặt Đường Tuấn thay đổi. Ở đâu đó trên bản đồ, có một dấu hiệu của một cung điện, bên cạnh có một vài từ, hiện tượng lạ xuất hiện, nghi ngờ có thần văn xuất hiện. Loại bản đồ tự xưng là có thần văn xuất hiện này thường xuyên xuất hiện trong các hội đấu giá lớn của Hồ Hỏa Viêm, nhưng đến nay không ai tìm được thần văn, thậm chí có không ít cường giả bởi vậy mà mất mạng. Cho nên cho dù những người tu hành khác nhìn thấy những lời này, chỉ sợ cũng không coi trọng. Đường Tuấn so sánh, phát hiện lúc trước anh cảm ứng được khu vực thần văn dao động rất gần với tấm bản đồ này. Kiếm được nhiều tiền rồi. Trong lòng Đường Tuấn mừng như điên. Vốn dĩ cho dù có thần văn cảm ứng lẫn nhau, nhưng khắp nơi trong Hồ Hỏa Viêm đều có nguy hiểm, muốn chân chính tìm được thần văn, chỉ sợ phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng hiện tại có tấm bản đồ này. Anh có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ghi lại bản đồ thần văn, nếu như là thật, cho dù giá trị so với một kiện thiên khí, căn bản không thể dùng linh thạch để cân nhắc. Chương 2450, xem ra tôi đánh giá quá cao anh rồi. Thật sự là không nghĩ tới lại có thể có được một tấm bản đồ như vậy. Đường Tuấn cuốn bản đồ lại. Mà lúc này, hội đấu giá cũng sắp kết thúc. Kiện thiên khí bán thành phẩm kia là một thanh cung lớn cổ xưa, cao chừng nam tử trưởng thành.
cung cổ cuối cùng lấy giá 500 triệu linh thạch cực phẩm bán ra. Đương nhiên, tất cả đều không liên quan gì đến Đường Tuấn. Buổi đấu giá vừa kết thúc thì Đường Tuấn rời khỏi phòng đấu giá. Trong phòng riêng, Diệp Dư Sinh cầm trong tay tư liệu phòng đấu giá đưa cho, nhìn trưởng lão Khúc, cười lạnh nói, hội đấu giá Liễu Sơn các người coi như thức thời. Trưởng lão Khúc nói, người nọ với Diệp công tử là tự tìm đường chết, hội đấu giá chúng tôi tất nhiên sẽ không vì cậu ta mà đối nghịch với công tử. Công tử, cậu ta sắp ra khỏi thành rồi. Lúc này, thị vệ phía sau nhắc nhở Diệp Dư Sinh. Diệp Dư Sinh lộ ra một nụ cười tàn khốc, nói với trưởng lão Khúc, yên tâm đi. Tôi sẽ đưa thi thể của anh ta cho ông, ha ha ha. Nói xong, anh ta mang theo đông đảo thị vệ rời khỏi ghế lô. Trưởng lão Khúc thấp giọng nói, thật sự là một tên điên. Đường Tuấn bay rất chậm, tinh thần lực lan ra, mọi thứ xung quanh đều xuất hiện trong đầu. Tới rồi, đợi đến khi nhìn thấy Diệp Dư Sinh dẫn người chạy tới, khóe miệng Đường Tuấn nhếch lên một nụ cười. Xoạt xoạt. Đợi đến khi Đường Tuấn rời khỏi thành Phục Liễu được mấy vạn dặm, âm thanh phá vỡ không gian liên tục vang lên, Diệp Dư Sinh mang theo gần 10 hộ vệ ngăn ở trước mặt Đường Tuấn. Gần 10 hộ vệ đều là tu vi cảnh giới hợp thể, khí tức tản mát ra liên tục thành một mảnh, giống như phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh. Hai tay Diệp Dư Sinh ôm ngực, dùng một loại tư thế từ trên nhìn xuống nhìn Đường Tuấn, nói, vừa rồi anh đấu giá với tôi không phải rất hung dữ sao? Bây giờ hung dữ cho tôi xem nào. Đường Tuấn nhìn lướt qua mọi người, lắc đầu nói, anh chỉ có chút người này sao? Diệp Dư Sinh cười to nói, đủ để đối phó với anh rồi. Anh ta vẫy tay lên và quát, phế anh ta. Những thị vệ kia nhe răng cười một tiếng, hình thành một vòng vây hướng Đường Tuấn mà tới. Đường Tuấn nói, xem ra tôi đánh giá quá cao anh rồi. Những thị vệ này phần lớn đều là cảnh giới hợp thể sơ kỳ, cảnh giới hợp thể trung kỳ chỉ có 2 người. Tâm niệm vừa động thì hồn lực trong thức hải Đường Tuấn tản mát ra như làn sóng vô hình. Giống như đồng thời những thị vệ không ngừng lao tới gần bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ, mà hai thị vệ cảnh giới hợp thể trung kỳ đi về phía trước thêm được một bước cũng dừng lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2450.